Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tấn công vào miền Nam, Bí thư Bình Dương mở hàng cho cái lò của ông Trọng. Chuyện bắt bí thư tỉnh ủy được xem như đốn một cây củi gộc. Ông Trần Văn Nam đã là người ngửi thấy mùi bị biến thành củi khi mà trước khi công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội, ông đã thông báo trên báo chí rằng ông rút lui khỏi chức đại biểu Quốc hội vì bệnh tật. Thực tế thì không phải vậy, ông biết trước sau gì luật pháp cũng sở gáy nên ông đã đi trước một bước. Vào ngày 27 tháng 7, trên báo Đồng Loạt đưa tin về việc khởi tố bắt tạm giam nguyên bí thư tỉnh Bình Dương vì vụ việc chuyển nhượng 43 hectare đất vàng. Ông Trần Văn Nam, người mới bị cách chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, vừa là cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, bị khởi tố vì tội hình sự vì vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, gọi là Tổng Công ty mùng 3 tháng 2. Thông qua những việc như thế này, thì người dân sẽ biết được rằng quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam giàu lên khủng khiếp vì đất như thế nào. Đây là hình ảnh một thanh củi đã được tống vào lò. Thông thường, khi lên đến chức bí thư tỉnh ủy, rất khi bị khởi tố bắt giam, bởi vì đã là bí thư tỉnh ủy thì chắc chắn là ủy viên Trung ương Đảng. Ở đất nước này, không một ủy viên Trung ương Đảng nắm quyền quản lý một tỉnh nào lại không có mối quan hệ với Trung ương cả. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam có hai môi trường giúp cho quan chức địa phương kết nối với thế lực ở Trung ương. Môi trường thứ nhất là Trung ương Đảng, môi trường thứ hai là Quốc hội. Hai môi trường này quy tụ rất nhiều lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và thậm chí còn có thể làm quen với các ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực. Ông Trần Văn Nam là một người không có quan hệ tốt với thế lực mạnh nhất ở Trung ương nên có cái kết quả như thế, cho nên mới nhận hậu quả rất xấu. Không có thế tựa vững chắc thì rất dễ bị thổi bay khỏi chiếc ghế trong một môi trường chính trị nhiễu nhương này. Theo Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an, vào ngày 27 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều số 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Bây giờ thì người đặt câu hỏi, ai đã ra tay với ông Trần Văn Nam? Công an tỉnh thì không bao giờ được thẩm quyền để bắt một bí thư tỉnh ủy, mặc dù là bí thư đó không còn tại chức. Công an tỉnh mà dám bắt bí thư tỉnh khi mà có người ở Trung ương bổ về điều khiển. Trường hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt Tất Thành Cang là do Nguyễn Phú Trọng điều Nguyễn Văn Nên về thành phố, điều khiển Công an thành phố bắt Tất Thành Cang. Đó là trường hợp đặc biệt, rất hiếm khi xảy ra. Còn ở tỉnh Bình Dương thì không phải như vậy. Chính ông Tô Lâm là người đã ra tay với Trần Văn Nam. Thực ra, Tô Lâm chỉ làm theo mệnh lệnh, chứ Tô Lâm không thể tự quyết định. Mà quyết định là ông Nguyễn Phú Trọng. Vụ án bắt cóc Trịnh Văn Thanh và ông Tô Lâm đưa người sang Đức làm cũng như vậy. Ông Trọng đã xua Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bình Dương thanh tra. Khi phát hiện ra sai phạm thì Ủy ban Kiểm tra này đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Trần Văn Nam về mặt đảng. Sau đó, Ban Bí thư mới chuyển hồ sơ qua cho ông Tô Lâm và ông Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào đó mà bắt người. Đây là hình ảnh ông Trần Văn Nam. Theo báo chí, C03 của Bộ Công an đã điều tra, tuy nhiên việc điều tra của họ dựa trên cái khung mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra. Tài liệu chứng cứ thu thập được của phía Công an được định hướng từ Văn phòng Trung ương Đảng. Và từ đó, Tô Lâm cho tiến hành điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương. Được biết, vụ án đang được thuộc diện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Mà trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là ai? Đó chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Ủy ban này quyền lực rất lớn hơn Bộ Công an rất nhiều. Là bí thư của tỉnh mà đã bị Ủy ban Trung ương về phòng chống tham nhũng sở tới, còn đáng sợ hơn Bộ Công an. Bởi Bộ Công an không có quyền ra lệnh Viện Kiểm sát Nhân dân, nhưng người đứng đầu Ủy ban Trung ương về phòng chống tham nhũng là hoàn toàn ra lệnh cả Công an, cả Viện Kiểm sát và Tòa án vào cuộc. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Dư luận cũng cho rằng lò đã nguội, ông Trọng rất cần thành củi mới để đốt.
Cứ mỗi lần đấu đá thì ông Nguyễn Phú Trọng lại lơ là mặt trận đốt lò. Thông thường sau mỗi cuộc họp hội nghị trung ương thì ông Trọng cũng biết người nào được thêm quyền lực, người nào sẽ mất quyền lực và người nào giữ nguyên quyền lực. Dựa vào đó, ông Trọng sẽ chọn ai làm cùi để ông triệt hạ lấy tiếng cho mình. Chính vì thế, sau khi họp hành chia chác quyền lực thì ông Trọng mới có thể ra tay. Cái lò của ông Trọng đã hơn 7 tháng chưa có thanh củi lớn nào. Vừa lúc ông ta nắm quyền và biết được sai phạm của Trần Văn Nam thì ông tiện thể biến ông này thành củi luôn. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cũng đang tiếp tục điều tra rộng mở để tiếp tục truy ra tận gốc những mối quan hệ phức tạp của ông Trần Văn Nam cũng như tài sản tẩu tán ở đâu. Trước đó, tại kỳ họp hội nghị thứ tư diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của một số tổ chức đảng và đảng viên ở Bình Dương. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, chịu trách nhiệm là người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Trần Văn Nam chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký văn bản áp dụng giá đất, tính thu tiền sử dụng đất và vi phạm quy định về pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn về ngân sách nhà nước. Việc này trái với chủ trương về phương án sử dụng 43 ha đất tại Tổng Công ty mùng 3 tháng 2 và hợp thức việc chuyển nhượng trái phép dự án Tân Phú cho tư nhân để Tổng Công ty mùng 3 tháng 2 đưa 145 ha đất góp vốn vào Công ty Tân Thành trái pháp luật. Đây là hình ảnh ông chủ lò Nguyễn Phú Trọng. Tội của Trần Văn Nam cũng như bao nhiêu tội của các thanh củi khác, đó là buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che lấu vi phạm, gây thất thoát tài sản của ngân sách nhà nước, và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh đã vi phạm và kỷ luật đảng. Cách kết tội của Nguyễn Phú Trọng là như vậy, không lẫn vào đâu được. Vào ngày 6 tháng 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Nam bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và 2020-2025. Với những động thái như vậy ở trong Nam thì rõ ràng Sài Gòn và Bình Dương đã nằm gọn trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Văn Nên là người được Nguyễn Phú Trọng bổ về thành phố Hồ Chí Minh để làm nhiều nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là bắt Tất Thành Cang và nhóm liên quan đến sai phạm ở Thủ Thiêm. Thứ nhì là tìm cách giúp trung ương của thành phố này càng nhiều thu được thuế càng tốt. Hai nhiệm vụ này có thể nói là rất nặng nề với Nguyễn Văn Nên. Với Bình Dương thì nhiệm vụ của ông Nguyễn Văn Lợi là người ngoan hiền, vâng lệnh ông Tổng Trọng một cách triệt để. Nhiệm vụ của Nguyễn Văn Lợi là giúp cho trung ương thu được nhiều thuế hơn nữa, thì quan chức phục vụ này sẽ được thưởng, và tỉnh này thì lại rất giàu. Đây là hình ảnh người thay thế ông Trần Văn Nam, Nguyễn Văn Lợi. Một khi Bình Dương đã bị Ban Bí thư kiểm soát chặt chẽ, thì các tỉnh còn lại của miền Đông Nam Bộ cũng phải coi chừng. Tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đều là những tỉnh giàu có, đóng góp cho trung ương rất lớn. Ông Nguyễn Phú Trọng là con người giáo điều, bảo thủ và đầu óc có tính địa phương rất nặng nề. Chính vì thế, ông sẽ bắt các tỉnh miền Đông Nam Bộ đóng về cho trung ương thật nhiều để nuôi nhiều địa phương. Đang bết bát, bất chấp việc có gây lãng phí lớn hay không. Bởi đơn giản, tiền trong tay các tỉnh giàu sẽ sinh lợi, còn trong tay các tỉnh nghèo thì chỉ có phá hoại và ăn mà mất đi mà thôi. Ông Nguyễn Phú Trọng không hiểu về kinh tế nên ông sẽ rất cứng nhắc và ông muốn đưa người của ông vào kiểm soát các tỉnh giàu, và nếu làm được điều đó thì thế lực chính trị của Nguyễn Phú Trọng khó ai mà có thể bị kịp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 7 năm 2021 với bản tin Tấn công miền Nam, Bí thư Bình Dương mở hàng cho cái lò của Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.